Yo, hello anh em. Vâng, lại là mình Tàn Dích Nghiêm Túc đây. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact. Đây là cái video mình sẽ chỉ anh em làm bài ca giấc mộng hè. Ngay sau khi anh em làm xong cái bí cảnh của Mona thì anh em sẽ nhận được cái quest này, và trong đó thì nó cũng gợi ý anh em làm. Và mình nghĩ là nên làm bởi vì nó có khá nhiều nguyên thạch. Và nó mở khóa cho anh em luôn cái nhiệm vụ Tanuki, xong cái kết của Tanuki ấy, 40 nguyên thạch nữa, nhiều lắm. Ok. Khi mà đến vị trí này thì anh em thấy có một NPC đang ăn vạ ở đây, và sau đó anh ta ăn một cú đòn đầy bất ngờ từ Kazuha. Thì anh ta đã khai ra cái tìm bản thảo. Và cái bản thảo này là một cái thông tin cực kỳ quan trọng để giải đố. Mình cho rằng là nếu như không có cái bản thảo này thì rất khó để có thể giải đố được. Bởi vì mình thấy cái việc xoay nó rất là hên xui. Cái bản thảo thì nó nằm ngay ở đây thôi. Sau khi lấy cái bản thảo xong thì anh em sẽ thấy rằng có những cái vị trí được đánh dấu như thế này. Cái chấm thì là xoay sang bên phải, còn cái gạch là xoay sang bên trái. Anh em hãy lưu cái ảnh này lại để xem, để giải đố. Tự làm nó cũng rất là vui. Hoặc là anh em có thể giải đố không não cho đỡ mất thời gian, thì mình sẽ có ngay sau đây. Ok, bắt đầu nha. Ok, khi cái quest nó tiếp tục thì bây giờ nó sẽ chỉ anh em là ba cái vùng đấy luôn. Ok, bây giờ anh em có thể bấm lên cái túi đồ để xem lại trong túi đồ nhá. Bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển đến cái vị trí ngay gần nhất ha. Mình sẽ dùng thuyền đi đến đây. Xin phép anh em là mình dùng thuyền đi trước nha. Đó, anh em có thể thấy là mình đang đánh dấu ở bên tay trái bên dưới cái video. Cái vị trí đầu tiên này là cái vị trí mình sẽ giải đố nha. Ở gần đây có mấy đám Hilichu thì mình thịt nó trước để nó đỡ phá đám. Mình không biết nó có phá đám hay không nữa, nhưng mà thịt nó thôi. Vâng, đây chính là cái trụ. Thì ở đây mình đang chú thích trên màn hình đó là phải trái trái. Anh em chỉ cần xoay theo như thế là được. Trong trường hợp anh em nhỡ xoay khác của mình và nó không được và bắt đầu bị rối không biết là từ đoạn nào, thì anh em có thể làm theo những cái chỉ dẫn trước của mình, đó là thoát game ra, vào lại. Nhiều người bảo rằng trịch chuyển đi chỗ khác cũng được, nhưng mà theo mình thì cách đó không tối ưu. Trong nhiều trường hợp thì thoát ra vào lại nó sẽ sửa lỗi được. Đó là cách mà mình nghĩ rằng là triệt để nhất, còn tùy anh em thôi. Đây là cái vị trí còn lại. Về cách giải đố của cái này, nếu như chúng ta đã nhìn ra được những cái chỉ dẫn của nó thì thực sự là không hề khó. Cái khó ở đây theo mình thì chỉ là có thể chúng ta đã nhìn nhầm vị trí. Vâng, vừa rồi là mình để anh em xoay đã rồi nói tiếp. Xoay xong anh em sẽ nhận được cái cơ quan này. Cái phần mà mình bảo là nhìn nhầm ấy thì sẽ ở phía sau này nhá. Đây là cái vị trí mà mình sẽ đi tiếp tục, nó ở cái đảo trung tâm thôi. Anh em hãy dịch chuyển đến đây. Khi mà đến cái đảo trung tâm này thì anh em sẽ thấy rằng là cái vị trí ở đây nhìn nó rất là khó tưởng tượng ở trên cái chỉ dẫn của NPC. Nhiều khi không biết là cái lều thì nó đứng cạnh cái vị trí cần xoay nào. Đấy có rất là nhiều cái lều, cho nên là có thể là sẽ nhầm lẫn ở đoạn này. Mình định là không lồng tiếng đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể có nhầm lẫn nên là mình đã dùng voi cho nó dễ. Đây anh em thấy đây là cái vỏ sò đúng không? Mình sẽ lấy cái vỏ sò làm mốc. Thì ngay bên cạnh cái vỏ sò là cái cơ quan mình sẽ giải đầu tiên nhá. Như thế sẽ rất là dễ để anh em có thể xác định được. Thì đó chính là cái cạnh cái lều ở phía trên này. Và cách xoay của nó thì là phải và trái, thế thôi. Đó, khi mà xoay xong thì nó sẽ hạ xuống. Vị trí tiếp theo thì sẽ là cái ở phía xa đi, cho nó dễ. Hoặc là có thể là cạnh cái lều luôn cũng được, tùy anh em chọn. Bởi vì là một cái lều đã xử lý xong rồi thì cái còn lại là ngay bên dưới thôi đúng không? Nhưng mà mình sẽ đi ra cái chỗ xa nhất. Đây, chính là cái này. Cách xoay của cái này thì đó là trái trái phải. Vâng, nếu anh em làm đúng thì nó đã hạ xuống và chúng ta chỉ còn lại một cái duy nhất là cái ở cạnh cái lều này. Đây là cái cuối cùng. Cách xoay của cái này nó là phải, trái, phải.
Vâng, sau khi xoay xong thì cái hạt nhân nó đã được hạ xuống. Và bây giờ thì mình sẽ tiến tới cái hạt nhân thứ 3. Và mình cũng đi thuyền và xin phép anh em là mình đi trước nha. Mình làm video mình được chạy trước. Đây là cái vị trí của gần cái thuyền. Thì nó có hai vị trí, thì ở bên dưới và bên trên. Mình sẽ chọn cái vị trí ở bên dưới trước nha. Tại vì mình xác định là nhìn ở cái bên cái mô tả ấy, thì ở bên dưới vực, dưới cái thuyền thì nó dễ xác định hơn. Mình đã chọn vị trí này trước. Cách xoay của cái này nó là phải, trái, phải. Nó giống hệt cái xoay vừa nãy, cái cuối cùng ở bên cái khu trung tâm ấy. Ok. Tiếp theo thì sẽ là cái còn lại thôi. Nó ở ngay phía bên dưới này thôi. Đây. Cách xoay của cái này nó là trái, trái, phải. Đây là cái cuối cùng rồi. Vâng, thì chúc mừng anh em đã lấy được ba cái hạt nhân. Bây giờ chúng ta chỉ cần quay về cái cỗ máy, ghép nó vào, sau đó thì sửa thiết bị và làm những cái nhiệm vụ rất là đơn giản thôi. Quét nó sẽ chỉ anh em. Để mà nói thì còn rất là nhiều những cái giải đố khác, rồi dương thường các thứ, những cái nhỏ nhỏ và rời rạc ở trên đảo. Nhưng mà những cái đấy thì mình nghĩ là có rất là nhiều kênh làm, và bản thân mình thì mình cũng không biết là có muốn làm hay không. Nếu như có thời gian thì mình sẽ làm nhá. Ok. Từ ngày mai trở đi thì mình nghĩ là sẽ không còn những kiểu mà tung ra bí cảnh theo ngày như này nữa. Mình hy vọng là như thế, vì thực sự là này là quá nhiều rồi, đúng không anh em? Nhiều người nói rằng bản 2.8 thực sự tệ, và bản thân mình thấy nó cũng khá là tệ. Cái tệ ở đây không phải là giải đố khó. Giải đố thì thực sự là khó hay dễ thì cũng tùy người. Mình chơi thì mình cũng thấy khá là vui, bởi vì là có sự ủng hộ của anh em. Nhưng cái mà mình không thích ở đây ấy, đó chính là cái việc mà cái giải đố khó nhưng mà nó không cho chúng ta phần thưởng xứng đáng, đúng không? Nhiều khi giải xong nó không cho anh em cái rương gì cả. Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, đáng lẽ nó sẽ cho anh em một cái rương. Nó chỉ có nguyên thạch từ quét, thì cái quét nào nó cũng có. Ok. Khi làm xong cái nhiệm vụ vừa rồi thì anh em sẽ thấy rằng có cái giọng lạ lạ âm trước anh em nghe được ấy. Thì thực ra đó là của Thảo Thần, bây giờ thì đã lộ hẳn cái ấn thảo rồi, nên là không còn gì phải thắc mắc nữa, đúng không? Và khi làm xong quét đêm hè thì nó sẽ nhảy ra là cái quét Tanuki cũng đã có thể hoàn thành được. Bây giờ rất đơn giản, anh em chỉ cần nói chuyện với Tanuki rồi đưa bọn nó về Montat. Mà khi về Montat thì cái chỗ này không còn cái năng lượng hay là cái khả năng đặc biệt của đảo nữa, nên bọn này nó không thể nói chuyện được. Nó trở thành những con Tanuki bình thường, nhưng mà có vẻ rất là hạnh phúc. Vâng. Đây là cái kết thúc của chuỗi nhiệm vụ. Cảm ơn anh em đã theo dõi và chúc anh em thành công. Mình đã rất nghiêm túc đây.